Gia Gia. Gia Gia, hại con tìm hết mấy cái hang động thì ra người đang ở đây. Nghĩ không thông. Nghĩ không thông. Gia Gia, con nói người biết, con tìm thấy nơi mà có tin tức của mẹ con rồi. Ta là thiên hạ đệ nhất, những võ công này lẽ nào không lĩnh ngộ được? Gia Gia, người sao vậy? Người biết sao lão già chết tiệt này lại trở nên như vậy không? Muốn mình là thiên hạ đệ nhất, ông ta tự cho mình là thiên hạ đệ nhất, tới được đây rồi, nhìn thấy những võ công cao thâm như vậy, liền giống như năm đó nghĩ rằng Tiểu Thúy chỉ yêu một mình ông ta. Ông ta lại không ngờ Tiểu Thúy vẫn còn có một mỹ nam tử chính thống đinh bất tứ ta. Ông ta nhất thời thổ quả nhập ma, nhìn không thấy những thứ trước mắt nữa thôi. Câm miệng lại. Gia Gia, con nói người biết, con tìm được nơi có tin tức của mẹ con rồi. Có điều á, nơi đó có hai vị thần tiên Gia Gia và thần tiên bà canh giữ, họ rất là lợi hại, con đánh không lại bọn họ nên không vào được. Gia Gia, ông giúp con vào trong đó đi. Ta đang bận mà. Ông không dám xem chuyện phong lưu nho nhã của Sử Tiểu Thúy. Ngươi vừa nói gì? Trước khi Tiểu Thúy đem ngã cho ông, giang hồ có vô số người theo đuổi bảy, lời đồn thiên hạ tất nhiên không ít rồi. Ông chưa từng hỏi bảy sao? Ta đoán ông chỉ là con rùa rụt cổ. Hả? Nói như vậy ta thấy vui hơn ông rồi. Thôi ta chuẩn đi. Hả? Ta đi. Dạ được. Quỳ bất tứ, nếu các người có chuyện gì bất chính thì các người đợi đó cho ta. Gia Gia, người có sao không? Tiểu tử thối kia, người không lo học, dám đến đây phá giấc ngủ bà cô người, không muốn sống nữa sao? Thì ra tiểu tử thối ngươi còn dẫn theo bốn người đến giúp. Lão già kia, ông cũng là người gần đất xa trời, còn đến nhìn lén đêm xuân tiêu của ta và phu nhân, đúng là không biết liêm sĩ. Nếu có bản lãnh thì ra đây phân cao thấp, trốn bên trong chơi trò đánh lén thì gọi là anh hùng sao? Phu nhân ta là thiên hạ đệ nhất mỹ nhân, ai thèm nhìn lén mụ già thối các ngươi? Nực cười, phu nhân ngươi là thiên hạ đệ nhất mỹ nhân, vậy quyển như nhà ta xưng là gì? Sư ca, lời này huynh để người khác nghe được thật hổ thẹn. Tiểu tử thối kìa, các người mau quay về đi. Không được, không được, ta hôm nay nhất định phải vào trong tìm mẹ. Lão già kia, mụ già kia, có giỏi thì ra đây, đừng có nói nhiều, chúng ta cùng nhau tỉ thí. Lão già khốn kiếp không biết xấu hổ, không cho ông thấy sự lợi hại thì ông không biết điều. Được, để ta thay sư ca tỉ thí với ông vài chiêu, chỉ cần ông có thể vào được cửa thì xem như ta thua. Mụ già kia là dám coi thường quy đức tiên sinh ta sao? Hứng! Cẩn thận! Trời ơi! Gia Gia! Gia Gia! Gia Gia! Đừng đánh nữa, chúng ta đừng đánh nữa mà. Bà tỷ tỷ, xin cho tay đánh khẽ, bọn ta không đánh với các người nữa. Gia Gia, hai người họ thật sự rất lợi hại, người cũng không đánh lại bọn họ đâu. Con nghĩ chúng ta quay về cầu xin đảo chủ đi. Thật không ngờ Bạch Tử Tại ta anh minh một đời, ngày đến mặt mũi mụ già kia còn chưa nhìn rõ đã bị đánh bại rồi. Thư tịch võ học đảo hiệp khách cái thế,
quay về tu luyện thêm 10 năm, có lẽ may mắn được lĩnh ngộ. Được, ta sẽ quay về từ từ lĩnh ngộ, sau này có cơ hội sẽ đến lĩnh giáo. Cáo từ. Nè gia gia. Con lại không biết chữ, trên đó thật sự viết gì vậy? Dạ 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 dạ. Lợi hại. Tây Môn tiên sinh, huynh đang ở đây vẽ hình nhân hả? Hình nhân huynh vẽ thật sự rất đẹp. Bức phác họa này được vẽ bởi một cao nhân, là một cực phẩm hiếm có. Ta vừa nhìn thấy nó, hiếu kỳ tiện tay phác họa lại thôi. Phác họa? Có nghĩa là sao chép lại phải không? Ta có nói với huynh, huynh cũng không hiểu đâu. Huynh ở đây từ từ xem đi. Đi thông thả. Thank you.
Vân Hinh, quả nhiên là bà. Ta còn tưởng bà đã... Ông ngày đêm cầu mong cho ta chết sớm, như vậy ông mới vui vẻ, có phải không? Năm đó ta đã phụ tấm lòng bà, hại một đời bà. Ta có lỗi với bà. Chỉ một câu xin lỗi, liệu có đền được một đời của ta hay không? Trả con gái cho ta được không? Phương cô đang ở đâu? Nó rốt cuộc hiện giờ đang ở đâu? Bà yên tâm đi, bên trong thao mật các nhất định có ghi chép tin tức về Phương cô. Ta nhất định sẽ nghĩ mọi cách vào trong đó. Nếu ông không tìm được con gái của ta, cả đời này ta cũng quyết không tha cho ông. Vân Hinh, những năm qua thật khổ cho bà. Khổ sao? Ông vẫn còn quan tâm ta khổ hay không? Nhớ lúc đầu ông vì theo đuổi Sử Tiểu Thúy, không màng tất cả ruồng bỏ ta và con. Ông tàn nhẫn vô tình tới mức nào? Theo đuổi ả, chớp mắt đã mấy chục năm trời. Ông có biết lòng ta đau khổ thế nào không? Vân Hinh, bà không biết sao, bao năm qua ta vẫn luôn dây dứt với bà. Chỉ là, một là dây dứt với bản thân mình, hai là đối với Sử Tiểu Thúy. Vân Hinh, ta năm đó thật hồ đồ. Sau đó ta còn tưởng là bà, ta thật sự có lỗi với bà. Chỉ bằng bà một kiếm giết chết ta đi. Đừng hòng. Đối với loại nam nhân vô tình vô nghĩa như ông, sao ta có thể cho ông một cái chết nhẹ nhàng như vậy được chứ? Ta phải khiến cho ông sống không bằng chết. Vân Hinh, bà nghe ta giải thích đi. Hai chúng ta đừng nhất thời lầm lỡ. Thật không ngờ bà lại sinh cho ta một đứa con gái. Lòng ta vô cùng cảm kích. Nhưng vì năm đó ta tàn sát quá nhiều người, nên ta luôn bị kẻ thù truy sát. Hắn còn phao tin muốn ta tuyệt tử tuyệt tôn. Võ công ta lại không bằng hắn. Ta lo hắn gây khó dễ bà, nên ta mới che giấu quan hệ giữa hai ta. Sau đó ta tìm cách bắt sống được hắn. Lúc hắn trút hơi thở cuối cùng đã nói với ta, hắn sớm đã đem hai mẹ con mà giết rồi. Cho nên ta... Ông nói thật sao? Đình Bất Tứ ta không xứng làm anh hùng hào kiệt, nhưng ta hôm nay dám thề độc. Lời ta nói lúc nãy có nửa lời dối trá, thì để cho thiên lôi đánh chết ta đi. Bỏ đi, bỏ đi. Ta nhất định sẽ xem cuốn sách đó. Tới lúc đó là thật hay giả, tự nhiên sẽ biết. Mễ đường chủ không cần lo lắng, nơi này cách quảng trường rất xa. Đám người trên đảo đang dù đầu vào luyện công, không dễ dàng phát hiện ra đâu. Vẫn nên cẩn thận thì hơn. Tiên sinh, gần đây ngài có phát hiện gì mới không? Đúng như lời bố tiên sinh nói, đây đều là những thư tịch võ công cao thâm. Phàm những kẻ tự mình tôn xưng đại hiệp hay hào kiệt, vừa nhìn thấy đã luyện đến điên. Dù sao ta nhìn cũng không hiểu, chỉ làm theo lời dặn bố tiên sinh, chính xác dễ lại tất cả chúng thôi. Đa tạ tây môn tiên sinh. Ê, chuyện nên làm mà. Tiên sinh, thứ lỗi tiểu nhân có chút hiếu kỳ. Trên giang hồ này,
tương truyền đảo hiệp khách truyền tụng đến mức thần kỳ. Vậy trên đảo có thật sự tồn tại những thứ quyền cơ kỳ diệu đó không? Thật sự không có. Hai người các vị chỉ cần dựa theo con đường ta đã vạch sẵn, không cần thiết tiếp cận trung tâm quảng trường, cũng nắm rõ được toàn bộ tình hình nơi này. Vẫn là Mễ Hương chủ nói có lý, cẩn thận một chút vẫn tốt hơn. Đúng vậy. Nè, để xem sư đệ. Ngựa tiên bay giúp tầng không, đạp mây cất cánh. Ý muốn nói nội ngoại kết hợp, mượn vật mà bay lên. Ê, không đúng, không đúng. Sư huynh à, huynh nhìn coi, trên thân ngựa có một đôi cánh, dưới chân lại có một đám mây. Đây rõ ràng là nói tới một loại nội công tâm pháp, nội ngoại cùng tu hành. Ê, không đúng, không đúng, chắc chắn là như vậy. Không đúng sư huynh à, chiêu thức này nó phải là... Ê, để thể hiện cho huynh coi nha. Không được, không được. Sư đệ, ta nói với đệ rồi, cách làm của đệ lúc nãy là sai. Đệ vẫn chưa đột phá qua được bước thứ tư này đâu. Vậy quý làm thử cho đệ coi đi. Đệ nhìn đây. Được, quý làm đi. Không đúng, không đúng. Nghiên cứu lâu như vậy vẫn chưa đột phá qua được bước thứ năm. Huynh so với đệ liệu có hơn được bao nhiêu chứ? Nhưng dù sao huynh cũng đi được nhiều hơn đệ nửa bước rồi. Ê, tiếp tục nghiên cứu đi. Nào nào nào, nghiên cứu, nghiên cứu. Đúng, đệ cảm thấy có lẽ là như vậy. Huynh xem. Còn thiếu niên à, với tu vi võ học của cậu cũng tới nghiên cứu võ thuật ở trên thạch bích này sao? Ta thấy thật không biết xấu hổ gì mà. Ta... Tiểu tử này sao biết cách nghiên cứu thành công chứ? Người ta tu luyện là túy bát tiên đó. Không đúng, hình như là túy cửu tiên. Người đừng ở đây luyện khinh công nữa. Luyện nữa, không tàn phế đôi chân, lại thành tên thiết hoại ly đó. Không nói nữa. Nghiên cứu, nghiên cứu đi. Tiếp tục. Nào. Ta luyện cho các người xem. Xem đi. Chiêu này không đúng. Trên đó vẽ hình một đàn ngựa sao? Trên vai ngựa còn có cánh. Vậy tại sao nó dưới chân lại đạp lên một đám mây? Mình biết rồi. Con ngựa này là con ngựa thật nè, còn mây chính là giả. Vậy có nghĩa là loại tu vi khinh công này phải dựa vào tu vi nội lực của bản thân, mà không phải là mượn ngoại lực nâng đỡ. Giống như là những tờ giấy này vậy. Cái này. Các ông từ từ mà luyện nha. Trời ơi, sao lại có thể như vậy? Hai vị đường chủ, dấu chéo được đánh trên bản đồ chính là những vị trí tiếp nối trên đảo lỏng lẻo nhất. Nếu như chúng ta có thể chỗ này tăng cường phòng bị thì đảo này không tấn công cũng phá được. Tốt. Ngươi chắc chắn không? Chắc chắn. Mấy ngày nay vất vả cho các ngươi, nhưng mà nếu như không có các ngươi giúp sức, chuyện lần này bọn ta chắc chắn làm không xong. Cho nên các ngươi chính là những viên đá xây nên nền tảng cho bang ta. Nhất định phải cẩn trọng hả? Không được để xảy ra bất cứ sơ suất. Đợi bang chủ hoàn thành đại nghiệp thống nhất giang hồ, đến lúc đó các ngươi muốn gió được gió, muốn mưa được mưa rồi. Đa tạ bang chủ hậu ái. Lùi xuống đi. Đường chủ cáo từ.
Mễ huynh, huynh nói Tây Môn Quan Chỉ này có đáng tin không? Bàn chủ đã dùng hắn, đương nhiên có đạo lý của ông ta. Ta thấy huynh cũng đừng suy nghĩ nhiều nữa. Không phải ta nghĩ nhiều, trên đảo hiệp khách này đều là các cao thủ giang hồ, chỉ dựa vào mấy người chúng ta có thể đối phó không? Ta chỉ là đang nghĩ, cái mạng nhỏ này của chúng ta đâu cần góp thêm vào. Không phải bàn chủ dặn dò chúng ta phải hạ độc trước, phá hoại nội lực của bọn họ sao? Dùng thuốc độc phá hoại nội lực của bọn họ, lỡ không được thì sao? Ta nói với huynh, chuyện này chúng ta cần phải suy nghĩ chu toàn, tranh thủ một phát là trúng. Thuốc này hình như không đủ đó. Đã làm thì làm tới cùng, đổ hết thuốc độc xuống đi. Các huynh đệ, đổ hết xuống đi. Được rồi, đi thôi. Đi, 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 mau, mau. Thật ngại quá, con chỉ muốn vào trong đây để xem vui thôi. Hai vị cứ luyện đi, hai vị luyện đi ha. Ê, mấy cái thứ trên này sao giống như đám nồng nọc mình nuôi lúc trước vậy? Chàng trai trẻ, chăm chú nhìn Thái Huyền Kinh, không ngờ lại là một người hiểu biết tinh thông, khoa đổ dân. Mộc đảo chủ, con không biết chữ, con chỉ cảm thấy đám nồng nọc này rất thú vị, vậy nên con xem kỹ một chút. Chính là vậy đó, bộ Thái Huyền Kinh này được viết bằng chữ khoa đổ cổ, ta cũng đang lấy làm lạ. Cậu trẻ tuổi như vậy, có được kỳ tài, làm sao biết được loại văn tự cổ xưa này vậy? À, đúng rồi, hai vị đảo chủ à, con không làm phiền hai người chứ? Không đâu, cậu xem đi. Đa tạ.
Đừng đánh.
Cẩn thận. Kỳ diệu. Đúng thật là kỳ diệu. Thật đáng vui mừng. Xin nhận của chúng ta một lễ. Hai vị đạo chủ à, không thể được. Vốn dĩ là con chỉ ở trong động ngẫu hứng chơi vui thôi, nhìn thấy đám nồng nọc nhỏ nhỏ dễ thương. Nhưng mà nếu như con đã làm phiền hai vị đạo chủ luyện công, vậy thôi con đi trước. Thuần hồ quyền, hỗn hành vô cùng, chánh thượng thiên, âm dương, lấy nhất dương đạt nhất thống, tưới nhuần vạn vật. Thái quyền kinh này, nhất quyền tam phương, cửu châu 27 bộ, 81 gia, 729 bộ. Quả ra là quyền trung chi quyền. Một thiếu niên nửa chữ không biết như cậu, làm sao lại có thể giải được sự kỳ diệu ở trong này chứ? Dù đạo này là âm dương hỗn hợp, hoặc là vốn dĩ ý của nó là thuận theo tự nhiên, dĩ thiên sinh tòng địa khởi, hai ta người thường lễ nghĩa trói buộc, ngược lại không thể ngộ ra chân lý. Không ngờ hai huynh đệ ta khổ công nghiên cứu suốt 40 năm cũng không tham ngộ được cảnh tượng quyền diệu trong đó. Nhưng mà vị huynh đệ này chỉ trong chớp mắt ngộ được bí ẩn ưng kích trường không, ngư tường thiển đệ, ắt sẽ trở thành một nhân tài võ lâm thời nay, kỳ tài xuất chúng. Xem ra vô danh lại hàm chứa vạn vật, vô chiêu này lại thắng hữu chiêu. Cũng chỉ có người có nội tâm thuần khiết tột độ mới luyện được thần công này. Con hả? Tiểu huynh đệ, thật không ngờ bí ẩn này vướng bận trong lòng ta mấy mươi năm qua, hôm nay được cậu phá giải, bọn ta thật sự cảm kích bất tận. Con đã phá giải thế nào? Tiểu huynh đệ à, cậu không cần khiêm tốn như vậy. Cậu có thể hiểu thấu bức họa trên vách động hiệp khách hành này. Không chỉ là người đầu tiên của võ lâm hiện nay, ngoại trừ tiền bối, năm xưa đã khắc họa vẽ lên vách động ra. E là từ xưa đến nay chỉ có một mình cậu mà thôi. Tiểu nhân không dám. Tiểu huynh đệ, cổ văn trên thạch bích này hai huynh đệ bọn ta cũng chỉ nắm bắt được không tới một phần. Không biết là tiểu huynh đệ có thể chỉ giáo cho ta được không? Con nói cho hai vị đạo chủ là được. Lúc mà con nhìn thấy nồng nọc này á, quyệt trung chú của con liền đập thình thịch luôn. Lúc mà con nhìn thấy con nồng nọc kia thì quyệt thái hách của con cũng đập một cái luôn. Nồng nọc? Tiểu huynh đệ, cậu nói cậu nhìn thấy chính là những con nồng nọc sao? Đại ca, thì ra là vậy. Thật không ngờ những chú giải này mỗi một câu đều khiến cho người ta lầm đường lạc lối. Nếu vậy tức là những văn tự này đều vô dụng hết hả? Không chỉ vô dụng mà còn vô cùng lợi hại nữa. Nếu không có những chú giải bằng chữ này, biết bao tâm huyết của huynh đệ ta đâu đến nỗi hao kiệt toàn bộ. Vậy công nghiên cứu mấy chục năm nay, ít nhiều cũng phải có chút lợi ích chứ. Thì ra khoa đấu văn trên Thái Quyền Kinh này chẳng qua là từng vị trí đường đi của kinh mạch huyệt đạo mà thôi. Thời gian 40 năm nay, thời gian 40 năm. Hai vị đạo chủ, nếu như võ công của con học được quả thật có ích thì con sẽ nói hết cho hai người biết. Con tuyệt đối không dám có chút giấu giếm. Ý tốt của huynh đệ, hai bọn ta xin ghi nhận. Tiểu huynh đệ tấm lòng nhân hậu,
xứng đáng được hưởng. Sau này lãnh đạo quần hùng võ lâm, tạo phúc cho chúng sinh cũng không ít rồi. Tâm huyết này của hai huynh đệ ta cũng coi như là không uổng phí rồi. Bí ẩn phổ đồ nay đã phá giải, đương nhiên tâm nguyện huynh đệ ta đã thành. Là tiểu huynh đệ luyện thành hay là hai người ta luyện thành thì đều như nhau. Ban chủ Trường Lạc, tự tại thông linh, dương danh thiên hạ, đệ nhất anh hùng. Đệ nhất anh hùng, rất tốt. Xem ra bố huynh lần này đã chuẩn bị rất đầy đủ. Tây Môn huynh, trên đảo vẫn thuận lợi đó chứ? Bố huynh, lúc tiểu đệ sao chép bí tịch này, âm thầm quan sát, phát hiện đám người trên đảo hiệp khách võ công quả nhiên thâm sâu khó lường. Nhưng bố tiên sinh đã luyện thành Cửu Trấm Xích Diệm Công vẫn hơn một bậc. Cho dù họ luyện được tuyệt thế võ công thì làm được gì huynh? Không phải vẫn là ngoan ngoãn mà bỏ mạng ở trong tay bố huynh sao? Sau khi sự thành, chúng ta dùng tín hiệu báo tin hẹn gặp nhau ở đây. Tất cả nghe theo bố huynh. Thứ cậu luyện là võ công tuyệt thế, nhưng cậu không được nói cho bất kỳ ai biết. Dù là người thân của cậu cũng không được biết. Tại sao vậy? Hiện nay võ lâm lòng người khó đoán. Nếu như biết hiện giờ trên người của cậu có võ công cái thế, khó tránh khỏi lòng đố kỵ. Từ đố kỵ sinh hận, bọn họ sẽ ép bức cậu truyền thụ cho bọn họ, tiết lộ bí mật. Nếu như cậu không đồng ý, những kẻ gian trá đó sẽ làm hại tới cậu. Hả? Bản tính thuần lương, người không biết sẽ chịu nhiều thiệt thòi. Vì vậy cậu nhất định phải hứa. Con hứa với hai vị. Con cũng xin phép hai vị đảo chủ giúp con một chuyện. Đứng lên đi, đứng lên. Mau đứng dậy đi. Có gì căn dặn xin cứ việc nói. Con muốn xin hai vị đảo chủ dẫn con đến Thao Mật Cát một chuyến. Con muốn đi tìm mẹ con. Lúc trước con có đến rồi, nhưng mà thần tiên gia gia và thần tiên bà ở đó võ công lợi hại lắm, con đánh không lại. Bây giờ cậu đã luyện thành tuyệt thế võ công, thiên hạ này có ai địch nổi cậu chứ? Tiểu đệ, cảm ơn hai vị đảo chủ, cảm ơn. Cứ tự nhiên. Mấy tháng nay trên đảo nhiều người tới như vậy thật là phiền chết. Ê, bọn họ cũng không có quấy rầy muội, muội phiền cái gì chứ? Thì ta cứ phiền, không được sao? Hơn nữa, không phải còn có tiểu tử ngờ nghịch đó. Quyến Nhi, gia gia à, chúng ta tìm được tin tức của mẹ con thì rời khỏi đảo hiệp khách đi. Bà còn có A Tú, bọn họ đang đợi chúng ta đó. Gia gia, sao người không nói chuyện? Con có xác định rồi, trong Thao Mật Cát này á, quả thật có tin tức làm của mẹ con. Làm gì mà dễ tìm như vậy? Con có biết mẹ con tên gì không? Con không biết. Thì mẹ con có dạy con võ công không? Chưa từng dạy. Vậy ta làm sao giúp con đây? Chuyện này đúng là mò kim đáy biển mà. Ta già rồi không có thời gian giúp con đâu. Tránh ra. Gia gia, con chỉ muốn tìm tin tức của mẹ con thôi. Trời ơi, gia gia. Hả? Ơi trời. Thần tiên gia gia, thần tiên gia gia. Bà tỷ tỷ hả? Xảy ra chuyện gì? Đều bị ngất hết rồi. Hai người già này nhìn thì võ công rất cao, thật ra không hề có chút kinh nghiệm giang hồ. Hay. Ai, đừng có phí thời gian nữa, đi thôi. Gia gia, thẻ bài để ở đây cho hai vị. Đường chủ, có phát hiện. Chính là chỗ này rồi. Các vị huynh đệ, đi. Mm-hmm.
Hai người cũng tới sao? Sao đây toàn là chữ à? Không có hình gì hết. Bà tới đây. Bà già thối muốn chạy sao? Già không chết như ngươi, ai là bà già thối? Trả sách cho ta, ta muốn coi lão già Đinh Bất Tứ này có phá hoại thanh danh của Tiểu Thúy nhà ta không. Ông vội cái gì mà vội hả? Nếu ông ta thực sự có gì không phải với Tiểu Thúy, ta sẽ giết trước, không cần ông động thủ đâu. Đây là chuyện của nhà ta nên ta muốn xem trước. Đây là chuyện của Đinh gia, muốn xem ta xem. Đừng hòng. Con nói cái người. Quên nhìn đi. Chắc là chỗ này nè. Báo có đường chủ, có phát hiện. Mà đi coi thử đi. Nhất định là chỗ này rồi. Các huynh đệ, đào cho ta. Dạ, đào đi. Dạ, đi. Đào đi. Xem ông còn cướp không. Cái lão chết tiệt này. Tứ gia gia. Ông xem ông làm sao. Xem đây. Cẩn thận. Mở lên nhanh lên đi. Mễ huynh. Úi hải thạch. Hắn chỉ muốn lo thân mình thôi. Ngươi đừng hòng. Báo cáo bà chủ, tất cả chuẩn bị xong rồi. Châm lửa đi. Dạ. Châm lửa. Châm lửa. Ban chủ. Ban chủ. Ban chủ, thuyền đã chuẩn bị xong rồi. Đi. Đó. Dạ. Đi. Yeah.
Cái gì vậy? Sư phụ, Bối Hải Thành của Trường Lạc Bang dùng thuốc nổ làm nổ miệng núi lửa. Đảo hiệp khách đã rơi vào nguy hiểm, sẽ nhanh chóng chìm xuống đáy biển. Mà hai vị sư phụ rời đi thôi. Hai người các con phải nhanh chóng dẫn dắt các chư vị đại hiệp ra khỏi huyệt động, rời đảo hiệp khách. Nhớ kỹ, nhất thiết phải đảm bảo an toàn cho mọi người. Sư phụ, vẫn là nhanh chóng cùng bọn con rời khỏi đây đi. Ta và Long đạo chủ từ lâu đã xem nhẹ sinh tử rồi. Hai con trách nhiệm trọng đại, vẫn nên đi đi. Sư phụ, sống có gì ngại, chết có gì sợ chứ. Huynh đệ hai người chúng ta đã quyết định rồi, sẽ ở lại đảo hiệp khách này mãi mãi. Sư phụ. Sơn động này sắp sụp đổ rồi, mời mọi người ra cửa động chạy trốn. Đi mau. Lão Tứ, ông không sao chứ? Không sao, tốt. Đi mau đi. Gia, một thiếu niên anh hùng phá giải được bí ẩn làm vướng mắc cả đời của chúng ta cũng tốt. Hai huynh đệ ta tâm nguyện đã thành, cũng không còn gì lưu luyến nữa. Hai vị đạo chủ đâu? Xảy ra chuyện gì vậy? Chạy mau! Mọi người không cần hoảng sợ. Hai vị sư phụ đã viên tịch rồi. Mời mọi người nhanh chóng rời khỏi đảo đi. Hai vị đảo chủ này vẫn còn khỏe mạnh, sao đột nhiên lại đã... Sao lại như vậy? Hai vị sư phụ trước lúc lâm chung miệng nở nụ cười, nghĩ rằng tuy rời nhân thế nhưng lòng vô cùng an tĩnh. Trước khi sư phụ viên tịch, đặc biệt căn dặn, sau này mọi người có chuyện gì đến thôn Tiểu Ngư bên bờ Nam Hải tìm bọn ta. Huynh đệ bọn ta nhất định sẽ góp sức giúp đỡ cho mọi người. Bọn dốc dàng cái gì, mau rời khỏi đảo đi. Bao đi, dậy lên. Bao
toàn bộ thuyền trên đảo đều đã bị hủy hết rồi. Thuyền bị hủy rồi. Sao? Bây giờ làm sao đấy? Mình đi hủy kế gì? Người muốn bỏ ta chôn cùng sao? Phải đó, phải đó. Vậy đúng vậy. Nổ rồi. Mọi người đừng quan mang, chạy về hướng biển trước, rồi lại nghĩ cách sau. Đi mau, đi mau. Đi mau, đi mau, đi mau. Chạy ra biển. Đi đi đi. Mới huynh, huynh tính vậy mà đi hay sao chứ? Ê, Tây Môn huynh, sao lại tới trễ như vậy chứ? Thay huynh làm chút việc vặt. 18 năm trước, họ Lưu ở Sơn Đông, cả nhà 15 người, chỉ trong một đêm lâm cảnh diệt môn. Đến nay còn chưa ra rõ, nhưng trên quyển sổ này ghi chép rõ ràng mạch lạc ở đây, chính bối huynh đã gây ra. Chuyện của 18 năm trước đó, bạn định nói để làm cái gì? Chuyện đã lâu như vậy rồi, ta làm sao còn nhớ rõ được chứ? Nhưng mà ông có biết, ta vốn họ Lưu, trong nhà xếp hàng thứ ba. Buổi tối hôm đó, lúc ta đến nhà thầy giáo hỏi vài vấn đề, một đêm không về. Hóa ra là như vậy à. Nhưng như vậy thì sao chứ? 18 năm trước, ta bao nhiêu tuổi, giết nổi cả nhà của huynh sao? Như vậy đi, sau khi trở về, ta sẽ giúp huynh điều tra xem trong đó có gì hiểu lầm hay không. Huynh xem, núi lửa sắp đổ tới nơi rồi, thoát thân quan trọng hơn. Người làm sai là ngươi. Bối tiên sinh, sao ông lại ở đây? Lão già chết tiệt, người muốn giở trò gì đây? Bối mộ hôm nay đến là để xem kịch hay lúc các người sắp chết. Hôm nay các người ai cũng đừng mong sống sót rời khỏi đảo hiệp khách này. Ta già già ngươi, muốn tới thì tới, muốn đi thì đi. Hôm nay ta phải phá quy tắc một ngày bất quá tứ của ta, đem cái đám cháu chắc này ra giết hết toàn bộ. Lão chết tiệt, chỉ dựa vào mười mấy người các ngươi xử hết toàn bộ bọn ta sao? Gia gia, tới đi, tới đi. Cẩu tặc, ngươi rốt cuộc ngươi đã hạ độc gì với bọn ta vậy? Chúng độc như vậy sao không có ai phát hiện ra vậy? Thì ra bọn chúng đã hạ độc chúng ta. Hèn gì chúng ta không phát hiện ra được. Không bỏ một chút độc làm sao hạ gục được các ngươi chứ? Dạng độc thiên tâm tán này đã cho vào tới mấy tháng rồi, cộng thêm khói phệ hồn đặc bệnh lúc nãy phối hợp với nhau mới thành đại sự. Hôm nay các ngươi không thể thoát khỏi lòng bàn tay của ta đâu. Trúng loại độc này chỉ cần không dùng nội lực thì vẫn sống được một canh giờ nữa. Một canh giờ sau các ngươi sẽ bị chảy máu thất khiếu, kinh mạch đứt loạn mà chết. Nếu bây giờ vẫn nổi công thì ông không sao chứ? Vậy ta khuyên các ngươi đừng nên hành động thiếu suy nghĩ.
Bối tiên sinh, sao ông lại hạ độc hại người? Còn ngọn núi lửa kia là ông giở trò đúng không? Chính là tại hạ. Ông quá đáng lắm. Mau đưa thuốc giải cho mọi người đi, nếu không ta sẽ không khách sáo đâu. Ê, tại sao cậu lại không trúng độc vậy? Cậu ta, ta nói người biết, tạm đệ ta, trước khi kết bái với lại chúng ta, bách độc đã không thể xâm nhập được rồi. Đệ ấy đã đạt được chân truyền bí tịch võ lâm trên đảo Hiệp Khách. Chút công phu tà đạo bất chính này của các ngươi làm gì được đệ ấy? Chỉ một mình ngươi à? Lên, giết Thạch Băng chủ cho ta. Khoan đã, Trường Đường chủ, Mễ Hương chủ, các người đừng có chấp mê bất ngộ nữa. Mấy năm nay Bối Hải Thạch đã làm bao nhiêu chuyện tán thần lương tâm, các người còn không biết sao? Hắn đã giết bao nhiêu người, vì hắn mà lập lên bao nhiêu công lao hiển hách. Huống hồ là các người, ta khuyên các người quay đầu là bờ. Đừng kể hắn nói bậy, hứa cho các người vinh hoa phú quý, phúc tôn 10 kiếp cũng không có được. Lên cho ta. Mễ huynh. Phế vật. Băng chủ, không được giết người. Chăm sóc cho Tiểu Thúy chứ. Tới lúc này rồi mà ông còn nhớ đến Tiểu Thúy, ông không cần lo cho ta đâu. Bây giờ là lúc nào rồi, không biết tốn xấu nữa. Ta có thể tự lên được, ta không cần ông cứu ta. Ông quay giờ đã tới lúc này rồi, ông còn ngang bước nữa, gây sự đủ chưa? Với Tiểu Thúy chỉ có tôn trọng và ngưỡng mộ. Lẽ nào ta còn không biết lòng bà ấy chỉ có ông hay sao? Bà ấy trước nay chưa từng muốn rời xa ông. Lẽ
kẻ nào định bức tứ ta đem lòng yêu người là tội lỗi sao? Bản thân ta có thể kiềm chế được sao? Buông tay ra, buông tay ra, nếu không ngươi cũng sẽ rơi xuống đó. Cậu tạm trúng, mau cứu già già ngươi. Lão Tứ, mau qua đây. Lão Tứ. Cậu tạm trúng, cậu buông tay ra. Tấm lòng con như vậy, ta đã cảm thấy thanh thản rồi. Con không buông tay, con hứa với bà A Tú sẽ chăm sóc cho người. Dù ít thôi, dù con cứu được ta, ta cũng không sống được bao lâu nữa. Con buông tay ra đi. Không, dù người chỉ có thể sống thêm một khắc, con cũng không buông tay. Dạ dạ của con, cả đời này theo đuổi hư danh thiên hạ đệ nhất. Tự cao tự đại, kiếp này của ta nợ bà nội con nhiều nhất đó. Hai người các ngươi trăn trối xong chưa vậy? Bạch Tự Tại, ông sống không phải phiền hay sao? Ông ở Tuyết Sơn phái làm thiên hạ đệ nhất của ông, tốt như vậy còn không chịu, lại đòi tới đảo hiệp khách đây để chịu chết. Đúng. Cậu tạm chủng, con còn không mau buông tay đi. Mau buông tay ra, buông ta ra. Không, con không buông tay mà. Tiên sinh, dừng lại đi. Ông bảo đưa thuốc giải cho mọi người, nếu không ta không khách sáo đâu. Muốn giết thì giết đi, đừng ở đó lải nhải nhiều như vậy. Gia gia, coi chừng mối hải thành. Cậu tập trung, coi ông sao chứ. Ah!
độ lượng với người ta, tốt với người ta thì có ích, nhưng đối với lão ta mà nói không có tác dụng đâu. Con nhìn đi, hắn đã tẩu hỏa nhập ma rồi. Nếu con còn không giết hắn thì hắn chắc chắn sẽ giết tất cả mọi người. Con mau giết hắn đi. Gia gia, nhìn tất cả mọi người, con tuyệt đối sẽ không nương tay với hắn. Cứu tiêu già của con đi, mau đi. Tiêu gia gia, tiêu gia gia, cứu bạch gia gia của con đi, mau. Thập thiếu hiệp, thập thiếu hiệp, thập thiếu hiệp à, đa tạ thập thiếu hiệp đã ra tay cứu mạng. Trường hổ ta lúc trước có mắt không trồng, không ngờ thập thiếu hiệp can trường quả cảm lại nghĩ khí. Trường hổ ta tự thấy hổ thẹn, đây là thuốc giải, bao đáp thiếu hiệp có ơn cứu mạng. Đa tạ gia gia, có thuốc giải rồi, mau cứu người. Người thấy sao? Cứu đâu đâu cho ta với. Gia gia, người thấy sao rồi? Đã đỡ hơn nhiều rồi. Đỡ hơn nhiều rồi. Hả? Chạy mau lên, mọi người mau chạy đi, chạy mau đi. Chạy lên, 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 chạ
Muội thấy là huynh đó sẽ nhanh chóng có thể xuống núi rồi. Tại sao vậy? Bởi vì 100 điều huynh đã sắp làm xong hết rồi. Hơn nữa gần đây huynh lại cố gắng như vậy, chắc chắn huynh sẽ nhanh được xuống núi thôi. Huynh có vui không? Huynh vui lắm. Sao hả? Các người muốn đi sao? Không dễ như vậy đâu. Mà thiên nhai này không phải nơi các người muốn đến thì đến, muốn đi thì đi. Các người vẫn còn kém xa. Như vậy đi, đi theo ta. Huynh nói Tả Bá Bá có phải ông ấy cho chúng ta xuống núi hay không? Đi xem sao. Ừ, đi. Đi. Khách quan, mọi người dùng thông thả. Trà ở đây ngon lắm. Mời dùng. Trà có ngon không? À, trà cũng thơm lắm đó. Đây chưa phải trà ngon. Trà rất ngon mà. Theo như ta biết, hai phu thê này họ Lưu lấy nhau hơn 20 năm. Trước nay họ chưa từng cãi nhau, tương thân tương ái, tôn trọng lẫn nhau. Họ còn cung phụng hai bề gia thất, một yên mà tới đây. Cả đời này của đây, họ chưa từng nợ người ta một đồng tiền. Nợ tiền trà của họ, nếu trả được thì trả lại, còn không trả được cũng không hề hối thúc. Cùng hàng xóm láng giềng chung sống hòa thuận, chưa từng xảy ra một lần tranh chấp. Rồi sao nữa? Ý Bá Bá là gì? Ý của Bá Bá là bọn họ là người tốt sao? An phận thủ thường vậy cũng là người tốt sao? An phận thủ thường có gì không tốt? Cậu Tập Dũng, nếu nó không phải gặp ta ở hồ giám tập, cuộc đời này của nó cũng sẽ bình yên như vậy mà trôi qua, không cần vướng vào giang hồ vong mạng trên đảo Hiệp Khách. Bạch Tự Tại, nếu ông ta yên phận một chút, không quá đề cao mình, ông ta và Sử Tiểu Thúy liệu có khiến trần đất điên đảo hay không? Còn ta, nếu được yên bình trên Ma Thiên Nhai, sống không màng sự đời, không cần tạo ra cái gì mà quyền thiết lệnh, vậy sẽ không dẫn đến nhiều chuyện phiền phức như hôm nay. Suy đến cùng, tự chuốc phiền não, cũng không cần hao tâm tổn sức dạy ngươi làm sao thành người tốt. Con, hai người các ngươi sau này nếu như thành thân, các ngươi nói xem, liệu có nên giống cha mẹ các ngươi phiêu bạt giang hồ trong cảnh tàn sát lẫn nhau tìm kiếm hạnh phúc không, hay là muốn giống như hai vị phu thê bán trà này, bình thường giản dị, yêu thương đùm bọc, chung sống hạnh phúc? Đi đây, bọn họ quả là người tốt. À, đây. Phải đâu, phải đâu. Ông chủ. Hả? À, khách quen. Bàn với ông một vụ làm ăn lớn đây. Hả? Ô trời, khách quen, chuyện này không được đâu. Nếu bọn họ rời khỏi quán trà rồi, ngài nói hương thân phụ lão ở đây, lỡ họ muốn tới uống trà, vậy thì họ phải đi đâu? Con người của ta không thích nói nhiều. Vì quan khách đi, ngài xem, bọn ta cũng chẳng mấy quen biết. Nếu bọn ta rời khỏi đây rồi, còn những khách quen của bọn ta thì biết làm sao? Ta đã thành tâm mở lời, hy vọng hai vị hãy nể mặt ta. Nếu không, quán trà còn, người uống trà không còn đâu. Các vị, tại hạ Tạ Yên Khách, nghe danh hai phu phụ ông chủ Lưu đã lâu, cho nên muốn mời bọn họ đến hàng xá của ta tá túc vài ngày, 3 tháng sau đưa về. Mọi người sẽ đừng đi. Trời ơi, trời ơi, khách quan à, ngài xem, ngài muốn đưa bọn ta đi đâu?
Bà đợi ông ấy 3 tháng. Cũng chính vào ngày này, mùng 8 tháng 3. Nếu ông ấy quay về được thì tốt, còn nếu ông ấy không về, bà sẽ nhảy xuống biển. Nếu 3 tháng sau Quỳnh không quay về, mùi cùng bà nội sẽ nhảy xuống biển. Hả? Gia Gia, ông có biết hôm nay là ngày mấy tháng mấy rồi không? Ngày mấy tháng mấy gì hả? Ta không biết. Nè, ngày mấy tháng mấy gì hả? Tứ Gia Gia, liệu người còn nhớ chúng ta lên đảo vào lúc nào không? Chúng ta đã ở đảo Hiệp Khách bao lâu? 100 ngày thì sao? 200 ngày thì sao? Ai mà nhớ chứ? Hai trời, chúng ta vào ngày mùng 8 tháng Chạp lên đảo Hiệp Khách. Ở trên đảo, tính đến nay đã là 115 ngày rồi. Nếu ta tính không lầm, hôm nay không phải mùng 5 tháng 4 cũng là mùng 6 tháng 4 rồi. Tháng 4? À, tối như bà đã nói, 3 tháng sau nếu chúng ta không gặp được, họ sẽ tự... Tiêu rồi. Tứ Gia Gia, bà nội nói rồi, mùng 8 tháng 3 nếu như không gặp được con và Gia Gia, bà ấy sẽ nhảy xuống biển tự vẫn. A Tú cũng nhảy luôn đó. 8 tháng 3. Bây giờ đã là tháng 4 rồi. Chuyện gia đình và người ta ông tốt nhất đừng quản. Nhưng mà mùng 8 tháng 3 tới nay đã qua mấy mươi ngày rồi, ta còn cách gì nữa đây? Tính khí bà ấy, ông là người rõ nhất. Tiểu Thúy nói mùng 8 tháng 3 trước cũng không được, muộn cũng không xong. 8 tháng 3 chính là mùng 8 tháng 3. Bạch Tự Tại, lão già khốn kiếp ông, lão khốn kiếp. Nè, Sử Tiểu Thúy còn sống hay chết liên quan gì tới ông? Ông dựa vào đâu mà mắng người chứ? Không sai, ta là lão khốn kiếp, ta đúng là thứ đáng chết. Gia Gia, đều tại con, tại tên cẩu tập chúng này. Sao con không dắt để ta mau chóng trở về? Con rõ ràng biết được Tiểu Thúy mùng 8 tháng 3 nhảy biển tự sát, tại sao con không nói sớm với ta? Con... Tên ngu xuẩn đáng chết nhà ngươi, sao ngươi có thể ngốc đến như vậy? Sớm biết vậy ta giết ngươi lại cho rồi. Bà nội, bà nội à. Tú, Sử Tiểu Thúy, A Tú, bà A Tú. Trèo nhanh lên, nhanh lên. Tiểu Thúy,
Bà nội. Tiểu Thúy, bà làm sao là tốt rồi. Làm chết này, ông bị sao vậy? Ông phải đợi đến lúc ta chết rồi mới đến cứu ta phải không? Ta không có, bà đợi sát theo ta làm gì? Không sao rồi, tốt quá. Bọn ta đã về kịp. Bánh chưng lên. Về rồi. Kịp sao rồi. Sao ngốc vậy? Mụi mà chết, Quân làm sao đây? Sau này không được ngốc như vậy nữa nghe. Tẩu tẩu, tẩu nghĩ ca ca Quỳnh ấy quan tâm tẩu không? Ta nghĩ có lẽ Quỳnh ấy rất quan tâm ta. Rất quan tâm sao? Rất quan tâm. Quỳnh ấy quan tâm tẩu tới mức nào? Thì là rất quan tâm ta thôi. Tẩu tẩu, coi tẩu nói kìa. Tẩu xem, trong một chậu nước, một nửa cũng gọi là rất nhiều, bảy phần cũng gọi là rất nhiều. Vậy một chậu chứa đầy nước cũng gọi là rất nhiều thôi. Tẩu không cho muội một đáp án rõ ràng, như vậy không được. Tẩu mau nói, ca ca, Quỳnh ấy có gì tẩu mà chết hay không? Ta nghĩ Quỳnh ấy sẽ làm như vậy. Trời ơi, sao tẩu luôn miệng nói chắc như vậy? Dù sao ta cũng bằng lòng chết vì huynh ấy. Tẩu tẩu, muội sẽ giúp tẩu thử thách ca ca, xem huynh ấy có bằng lòng vì tẩu mà chết hay không. Ê, tẩu đừng có lo lắng, muội chỉ là đùa huynh ấy chút thôi, tẩu yên tâm đi. Muội điểm quyệt của tẩu, lát nữa sẽ tự giải thôi. Tẩu đừng có lo, tẩu đợi ở đây mà xem. Không xong rồi. Có chuyện gì? Tẩu ấy ngã xuống vách núi rồi. Cái gì? Muội nói nàng ấy ngã xuống sao? Trời ơi, ngã đâu? Ở đâu vậy? Hả? Muội cũng không biết rõ, lúc nãy còn ở ngay đây mà. Ngốc quá. Nương tử. Nè, đại ca. Tướng công. Lưu đại ca, sao huynh lại kích động như vậy? Tẩu tẩu vẫn chưa có chết. Hả? Sao lại? Lưu đại ca, phải làm sao đây? Muội giữ không nổi nữa rồi. Xin lỗi huynh, Lưu đại ca. Đinh Đăng, muội đã làm gì vậy? Đều là tại muội không tốt, đều là tại muội. Huynh được chết cùng muội cũng xem như phúc phận của huynh rồi. Muội có lỗi với Lưu huynh, muội có lỗi với tẩu tẩu. Huynh hãy mau buông tay ra đi, nếu không chúng ta sẽ cùng nhau chết đó. Muội chết rồi huynh còn sống làm gì? Huynh mau buông tay ra. Không buông. Ngọc ca, buông tay ra đi. Muốn sống thì cùng sống, muốn chết thì cùng chết, huynh không buông tay đâu. Tướng công. Ngọc ca, xin lỗi. Xin lỗi huynh, huynh buông tay đi. Tướng công, muội đến với huynh. Tướng công. Thank you.
nói với mọi người, nếu tới mùng 8 tháng chạp mà người vẫn chưa trở về, mẹ sẽ nhảy xuống biển tự vẫn. Vừa hay hôm nay đó chính là mùng 8 tháng chạp. Thật may cũng đúng lúc người trở về. Nếu không phải vậy, người sẽ không được gặp mẹ nữa rồi. Cái gì? Con nói hôm đó chính là mùng 8 tháng chạp sao? Đúng vậy. Bọn ta khi đó rời khỏi nơi này cũng hơn 100 ngày, sao vẫn là mùng 8 tháng chạp được? Cha, cha đúng là người hay quên. Năm nay là nhuận tháng 2 nên có tới 2 tháng 2 lần. Tiểu tử thúi, sao lại không nói sớm với ta? Nhuận tháng 2? Nhuận tháng 2 năm nay thật là đúng lúc. Ấy, sao không thấy lão già chết tiệt Đinh Bất Tứ đó đâu vậy? Lão ta đi đâu rồi? À, Đinh Bất Tứ sao? Ta hôm đó nhìn thấy Mai Văn Hình kéo tay ông ta đi rồi. Nghe nói đi tìm con gái của họ, Mai Phương Cô. Mai Phương Cô? Họ giờ đang ở đâu? À, hôm đó ta nghe bà già họ Mai đó nói đến cái gì Ngưu Hùng Nhĩ Sơn Cô Thảo Lĩnh gì đó. Tạ ơn trời đất, cuối cùng cũng có tin tức của ả. Thanh ca, chúng ta lập tức đi tìm ả thôi. Được. Nè, hiếm có cơ hội hôm nay nhộn nhịp như vậy, chúng ta nên tụ họp cùng nhau ăn mừng vài ngày mới đúng. Mọi người không được đi đâu hết. Bạch lão tiền bối, ông có điều không biết. Ả Mai Phương Cô này chính là kẻ thù đã giết chết con của chúng tôi. Chúng tôi tìm ả đã rất lâu rồi, cũng không tìm được tin tức gì. Lần này may mắn biết được tin gì ả, phải nhanh chóng tìm ả ta thôi. Ả đàn bà này giết con của các người, đúng là tội ác khó tha. Phải băm ả ta ra trăm mảnh. À, chuyện của hai người cũng là chuyện của ta. Mau đi thôi, mọi người cùng nhau đi. Trời, lão già này, chuyện gì ông cũng xen vào vậy? Đó là chuyện nhà người ta à, ông định bỏ lại một môn phái lớn như Tuyết Sơn phái này không lo hả? Trong bang còn biết bao nhiêu chuyện được cậu ông giải quyết. Như vậy, bây giờ chúng ta từ biệt tại đây. Cha, mẹ, vị Đinh Bất Tứ gia gia này và Mai Nữ Hiệp võ công rất cao cường, con nghĩ chi bằng con đi cùng với mọi người thì tốt hơn. Con cũng đi. Được. Cậu tập chủng, A Tú ta giao nó lại cho con. Nếu như A Tú có mệnh hệ gì, ta hỏi tụi con đầu tiên. Dạ. Cáo từ. Bảo trọng. Mời. Tạm biệt ba. Thật ra hai đứa có thể đi rồi. Như vậy sao mà được? Vết thương của người vẫn còn chưa lành, tụi con sao có thể bỏ đi được chứ? Với công lực của ta, chỉ cần nửa năm thì có thể tự đi lại được. Còn có hai phu thầy lão Lưu có thể chăm sóc ta, không sao hết đâu. Để muội. Còn thiếu một món. Thật ra con và Ngọc Ca đã bàn bạc rồi. Cho dù khi người khỏi hẳn, hai đứa tụi con vẫn sẽ ở lại đây chăm sóc cho người cả đời. Vậy Thạch Thanh, Mẫn Nhu, Đinh Bất Tàm, Đinh Bất Tứ, bọn họ chắc sẽ ganh tị với ta chết mất. Cha mẹ con, còn cả Bất Tam, Bất Tứ gia gia, bọn họ nói sau này muốn sống cùng với chúng ta. Không được, không thể để bọn họ nhìn thấy bộ dạng nằm trên giường của ta. Trời ơi, người mặc kệ cho bọn họ nhìn đi. Còn ai lợi hại như người? Người nhảy xuống từ một nơi cao như vậy, một lúc cứu được cả bốn người, nay lại bị thương nặng như vậy, nhưng mà chỉ cần một khoảng thời gian ngắn đã có thể tự mình đi lại được rồi. Nói bậy. Vậy ta rốt cuộc là bị thương nhẹ hay là bị thương nặng đây? Ta bá bá, đợi cha mẹ con tới đây để cho bọn họ từ từ học hỏi người. Bọn họ tốn mất mười mấy năm mà vẫn không dạy được một đứa con trai nên người, còn người chỉ mất một khoảng thời gian ngắn như vậy đã dạy thành một người tốt rồi. Đều đến sống ở đây, vậy chẳng phải giang hồ từ nay vắng lặng rồi hay sao? Ăn cơm thôi. Dạ. Tạ bá bá, đi ăn cơm thôi. Từ từ nha. Nào, có nhiều người. Nào, cơm thời vết thương đó. Lãnh Thu Minh. Cha,
Mẹ, đây chính là cô Thảo Lĩnh, để con vào trước xem sao. Đi. Có ai không? Ở đây có ai không vậy? Mẹ, sao mẹ lại ở đây? Con vẫn luôn tìm mẹ đó. Mai sư muội, Mai sư muội, muội, ta đến thăm tiểu sư muội của ta. Đã là tân nương rồi, không ngờ cũng xinh đẹp lắm. Thật ra muội tính làm gì hả? Muội điên rồi hay sao? Phải, muội điên thật rồi. Sao Quỳnh lấy ả ta mà không lấy muội? Muội đang nói cái gì vậy hả? Các sư huynh đệ đồng môn, muội chỉ thích mình Quỳnh, Quỳnh không biết hay sao? Quỳnh hàng ngày luyện kiếm, muội luôn ở đại điện luyện cùng Quỳnh. Gió to cũng vậy, bão lớn cũng vậy, Quỳnh không nhìn thấy hay sao? Phải, nhưng Quỳnh lại không nghĩ nhiều như vậy. Đó là gì, trong mắt của Quỳnh chỉ có ả ta. Thật Quỳnh, Quỳnh quỷ hoại muội rồi. Sao Quỳnh lại quỷ hoại muội được chứ? Mẹ muội là đệ nhất nửa hiệp phái Nga Mi, muội là hạng người gì? Quỳnh còn muốn muội cầu xin Quỳnh. Quỳnh biết chứ, nhưng Quỳnh và Mẫn sư muội đã sớm có hôn ước rồi. Được rồi, được rồi, Thạch Thanh ta cầu xin muội tha cho muội ấy. Muội kêu Quỳnh làm gì cũng được hết. Được, muội muốn Quỳnh lập tức rời khỏi đây, ở cạnh bên muội vĩnh viễn không quay lại. Hả? Không được, không làm được. Muội có chỗ nào không bằng á ta, Quỳnh nói đi. Mai sư muội, muội cầm kỳ thi họa, võ công dung mạo đều vượt trội hơn người, nhưng mà có chỗ không giống muội ấy. Muội ấy là nương tử của ta, ta và muội ấy sớm đã có thề nguyện, nếu muội dám làm tổn thương muội ấy, Thạch Thanh quyết thề, dù chân trời góc biển, Quỳnh không bao giờ tha cho muội. Sự đã quỷ hoại muội rồi. Muội đời này nếu có thể vẫn còn sống tiếp, đó cũng chính là vì hận Quỳnh. Sớm muộn cũng sẽ có một ngày, muội bắt Quỳnh quỳ xuống cầu xin muội. Ta phải giết ngươi, kẻ đàn bà lòng dạ độc ác. Mẹ à, có gì từ từ nói, đừng có làm hại mẹ con. Cẩu tạp chủng, ngươi gọi ả là mẹ, ta không cho phép ngươi gọi ả tiện nhân này là mẹ. Ta mới là mẹ ngươi. Ngươi là mẹ của nó? Trên đời này có người mẹ nào lại gọi con trai của mình là cẩu tạp chủng? Nó là con trai của ta, ta muốn gọi nó sao thì ta cứ gọi, liên quan gì tới ngươi? Được, vậy ngươi trả mạng con ta lại đi. Muội chờ đã, ta phải hỏi ả ta trước. Sao Quỳnh bảo vệ ả ta? Cuối cùng ta đã hiểu rồi, tại sao nó lại giống Quỳnh tới như vậy? Tại sao nó lại giống hệt Ngọc Nhi của chúng ta? Hả? Thì ra nó chính là nghiệt chủng mà Quỳnh và á tiện nhân này sinh ra. Được, bây giờ cả nhà ba người các người đoàn tụ rồi, ta đi. Sư muội, Quỳnh và cô ấy hoàn toàn trong sạch, chúng ta bên nhau nhiều năm như vậy, muội còn không tin Quỳnh sao? Buông ra. Sư muội, Quỳnh xin thề với trời, nếu như Quỳnh và cô ta có bất kỳ quan hệ gì, Quỳnh sẽ bị trời đánh chết, chết ở ngay trước mặt muội. Thạch Thanh, chuyện đến nước này Quỳnh vẫn không muốn có bất cứ quan hệ gì với muội sao? Phải, trong lòng của ta chỉ có mình Mẫn Nhung mà thôi. Trên thế gian này ta không bao giờ yêu người phụ nữ nào thứ hai. Huh.
được. Ta tác thành cho các người. Mẹ! Con gái! Thủ cung sa, con gái ta trước nay thủ thân như ngọc, vật còn người mất, mặc chuyện đời. Con ơi, chấp niệm của con đã hại con một đời rồi. Nể tình ngươi từng cứu mạng tứ ca ta, thứ này ngươi cầm lấy đi. Con không biết chữ. Thật ra cẩu tạp chủng, nó chính là đứa trẻ 20 năm trước con gái của ta đã cướp từ tay các ngươi. Chị Thiên Nhi! Con ơi! Con ơi! Thiên Nhi! Thiên Nhi của ta! Con là Thiên Nhi! Mẹ! Thiên Nhi! Mẹ! Mẹ! Đang à? Ba bá nói Quỳnh bây giờ đã trở thành một người tốt rồi. Thì ra làm người tốt cũng không khó. Chút nữa cha mẹ Quỳnh và Tam Gia Gia, Tứ Gia Gia sẽ tới đa tạ ba bá. Họ muốn giúp ca ca Quỳnh và A Tú tổ chức lễ thành thân. Vậy mẹ Quỳnh, sau này nếu có ức hiếp muội, tới lúc đó muội thật sự sẽ phải, muội sẽ phải kéo hai cái tay của mình xuống đó. Được, nói lời phải giữ lời.